nhận định soi kèo bóng đá Hà Nội với Quảng Ninh. 19h15 phút ngày 11 tháng 4 vòng 9 V-League. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hà Nội đang trải qua giai đoạn khó khăn tại đấu trường V-League. Trước khi đến với trận đấu này, đại diện của thủ đô đã thua 2 và hòa 1 ở 3 lần ra sân gần nhất. Những kết quả này khiến đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc rơi xuống vị trí 9 trên bảng xếp hạng. Họ mới chỉ có được 10 điểm sau 8 vòng đấu. Phía bên kia chiến tuyến, Quảng Ninh lại đang có tinh thần bay cao sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, nhờ đó vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Trải qua 8 trận đã đấu tại VLAGUE, đội bóng này đã có được 18 điểm với 6 chiến thắng cùng 2 thất bại. Tỷ lệ kèo châu Á, 0 giờ. Chuỗi phong độ nghèo nàn trong thời gian qua của Hà Nội đã kéo theo hệ lụy không nhỏ. Những người chơi tin tưởng họ đã thua tới 4 và chỉ thắng 1 ở 5 trận mở kèo gần nhất. Phía đối diện, giới đầu tư theo chân Quảng Ninh lại toàn thắng cả 4 lần đặt cược gần nhất. Không những vậy, họ đã thắng toàn bộ số tiền ở 3 trận đấu trong số đó. Tỷ lệ kèo tài xỉu 2.25. Công làm thủ phá là tình trạng của Hà Nội ở mùa giải năm nay. Họ đã ghi được 10 bàn sau 8 vòng đấu, đồng thời cũng có 11 lần phải vào lưới nhặt bóng. Về phía than Quảng Ninh, đội bóng này đã có 10 pha lập công và nhận về 3 bàn thua. Đã có 2 trên 5 trận đấu gần nhất của Hà Nội khép lại với thắng lợi thuộc về cửa tài khi nhà cái ấn định tỷ lệ là 2.25. Trong khi đó, cả 5 trận trước đó của Quảng Ninh đều có số pha lập công từ 3 trở xuống. We'll be right back.